Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng thành phố, hai bé sẽ xuất viện đúng dịp Trung thu, ở nhà 1 tháng và tái khám theo lịch hẹn. Sau đó hai chị em bắt đầu được phẫu thuật tiếp để chỉnh hình hoàn chỉnh các cơ quan còn lại. Đưa đi tiêm ngừa các mũi vaccine cơ bản đầu tiên. Bố Hoàng Anh bế Diệu Nhi táo đỏ, còn mẹ Hồng Thúy bế Trúc Nhi dâu tây tới khoa sức khỏe trẻ em nghe bác sĩ tư vấn chương trình tiêm chủng cho con. Hai chị em méo máu khi mũi kim tiêm vào đùi, chỉ qua vài phút đã chơi đùa vui vẻ, cười nghịch ngợm sảng khoái. Muốn con được sống cuộc đời độc lập, ba mẹ và các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 13 giờ ngày 15 tháng 6. 19 giờ cùng ngày, hai cuộc đời độc lập chính thức bắt đầu. Các em tách rời nhau sau 13 tháng cộng sinh. 92 nhân viên y tế hàng đầu tại các bệnh viện miền Nam đã chung tay làm nên kỳ tích.